Chào mừng các bạn đến với Sichuan Technology. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ biến Raspberry Pi thành một màn hình hiển thị thông số của CPU, RAM và GPU của máy tính với phần mềm Mod Pro. Và trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi trang để nhận được những thông báo mới nhất từ Sichuan nhé. Trong dự án này, chúng ta sẽ cần một Raspberry Pi và ở đây mình đang dùng Raspberry Pi 4 phiên bản 4GB RAM. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần một màn hình 3.5 inch hoặc là một màn hình 2.8 inch hoặc là một màn hình 7 inch tùy theo nhu cầu của các bạn. Ở đây thì mình dùng màn hình 3.5 inch bán từ Sichuan. Và nó sẽ được kết nối tới Raspberry Pi bằng các chân GPIO. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần một thẻ nhớ microSD để cài hệ điều hành lên Raspberry Pi. Ở đây mình đang dùng thẻ MakerDisk 32GB được sản xuất và phát triển bởi Sichuan Technology. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần một bộ nguồn chính hãng để cấp nguồn cho Raspberry Pi 4. Tại vì chúng ta đang sử dụng cả màn hình, cả Raspberry Pi nên chúng ta cần một bộ nguồn đủ mạnh. Để bắt đầu hãy truy cập website modpro.com và nhấn vào mục download để bắt đầu tải chương trình về máy. Chúng ta sẽ có hai chương trình chính, một là phần mềm chạy trên PC và thứ hai là file image để chúng ta viết lên thẻ và cài lên Raspberry Pi. Đầu tiên chúng ta sẽ download file image dành cho Raspberry Pi trước và nhấn vào download now. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ tải chương trình chạy trên PC và chúng ta sẽ nhấn vào nút download. Hãy nhấn vào Save File để tải về. Sau khi tập tin đã được tải về máy, các bạn hãy giải nén nó ra. Sau khi giải nén thành công, chúng ta sẽ có một file .img. Bây giờ chúng ta cần dùng một phần mềm để viết file này lên thẻ nhớ. Và ở đây mình sử dụng phần mềm Rufus. Như các bạn đã thấy, thẻ nhớ microSD MakerDisk 32GB đã được kết nối tới máy tính. Mình sẽ nhấn Select để chọn file image vừa tải về. Kiểm tra một lần nữa xem thẻ nhớ đã cắm đúng chưa và bấm Start để bắt đầu quá trình viết file image lên thẻ. Trong khi file image đang được viết lên thẻ, chúng ta hãy cài phần mềm trên máy tính. Quá trình cài đặt rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chạy tập tin và nó sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Sau khi cài đặt thành công, các bạn sẽ thấy một logo nhỏ xuất hiện ở dưới taskbar. Mình sẽ nhấp đúp để mở nó. Quá trình viết file đã xong, chúng ta hãy tháo thẻ nhớ ra khỏi máy tính, lắp nó lên Raspberry Pi và hoàn tất quá trình cài đặt. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắp thẻ nhớ MakerDisk lên Raspberry Pi. Và tiếp theo là màn hình 3.5 inch lên Raspberry Pi. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy cấp nguồn để khởi động Raspberry Pi. Quá trình khởi động sẽ mất một vài phút tùy theo phiên bản Raspberry Pi mà bạn đang sử dụng. Sau khi Mod Pro đã khởi động thành công, các bạn sẽ thấy một tên Wi-Fi mới xuất hiện, đó chính là Mod Pro Configuration. Hãy kết nối tới nó, sau đó mở trình duyệt và truy cập 192.168.4.1 để tiến hành cài đặt. Và đây chính là trang cài đặt ban đầu của Mod Pro. Và đây chính là những thông tin cơ bản về hệ thống. Hãy nhấn vào nút Configuration Wizard để bắt đầu phần cấu hình. Chúng ta sẽ chọn quốc gia, mình sẽ nhập là Việt Nam. Rồi, và Time Zone chính là múi giờ. Nếu như các bạn muốn hiển thị thời gian ở trên màn hình của Raspberry Pi thì chúng ta nên cấu hình một múi giờ chính xác. Nhấn Next để qua bước kế tiếp. Ở đây chúng ta có một vài kiểu cài đặt. Chúng ta có thể chọn giữa Wireless và Ethernet. Và để tiện thì mình sẽ chọn là Wireless. Ở đây chúng ta cần nhập tên Wi-Fi và các bạn lưu ý, đây chính là Wi-Fi mà máy tính và Raspberry Pi sẽ cùng kết nối để nó có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Như các bạn đã thấy, mình có một Wi-Fi có tên là WRT1900AC. Đây là tên Wi-Fi được sử dụng cho máy tính và Raspberry Pi của mình. Rồi mình sẽ cài đặt thông tin này cho Mod Pro. Rồi hãy quay lại và nhập vào
WRTAC. Mình chỉ cần nhập một vài từ khóa ban đầu và hệ thống sẽ tự quét ra tên Wi-Fi đó. Và tiếp theo là mật khẩu. Rồi, đây chính là mật khẩu Wi-Fi của các bạn. Sau đó nhấn Next để qua bước kế tiếp. Nếu như máy tính của các bạn đã được kết nối bằng dây hoặc là không dây tới cùng một router thì chúng ta có thể để là Auto cho nó đơn giản. Ok, ở đây là chúng ta sẽ chọn driver cho màn hình. Ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều màn hình và từ nhiều hãng khác nhau. Ví dụ như màn hình chính hãng của Raspberry Pi 7 inch hoặc là màn hình 3.5 inch hoặc là 5 inch. Và ở đây thì mình sẽ chọn là LCD 35 show nếu như các bạn đang sử dụng màn hình 3.5 inch từ Citron. Rồi, mọi thứ rất là ổn, ta không cần phải chỉnh sửa nhiều và mình sẽ nhấn Next. Ok, chúng ta không cần thay đổi gì thêm, mình sẽ tiếp tục nhấn Next. Và ở bước cuối cùng chúng ta sẽ xem lại toàn bộ những thay đổi chúng ta có. Sau đó mình sẽ nhấn Apply. Sau khi mình nhấn Apply, cài đặt sẽ được cài lên Raspberry Pi và Pi sẽ tự cài đặt driver cũng như nó sẽ tự khởi động lại một hoặc hai lần. Và quá trình này cũng sẽ mất 1 hoặc 2 phút hoặc có thể lâu hơn. Như các bạn đã thấy, Mod Pro đã cài đặt xong driver cho màn hình và nó đã tự kết nối tới Wi-Fi cũng như nó vừa mới tìm thấy ứng dụng đã chạy trên PC của chúng ta. Và nếu không có bất kỳ lỗi nào phát sinh thì bắt đầu Mod Pro sẽ hiển thị thông số về CPU, RAM cũng như là GPU trên màn hình của Raspberry Pi. Bây giờ khi quay lại chương trình chính của Mod Pro, chúng ta sẽ vào một Connected Device. Và ở đây chính là Raspberry Pi 4 của chúng ta. Chúng ta có thể chuyển qua lại giữa các team. Ví dụ, mình sẽ chuyển qua thành team Phone Out. Sau đó Raspberry Pi sẽ tự chuyển sang một team mới. Hoặc là chúng ta cũng thể thử chuyển sang team Dubada. Đây là một team khá đẹp theo như ý kiến của mình. Nó hiển thị thông số của GPU, CPU và RAM theo đồ thị hình tròn rất là đẹp mắt. Đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản cách sử dụng Mod Pro trên máy tính và Raspberry Pi. Và mình tin rằng các bạn có thể ứng dụng nó hoặc là phát triển nó theo như những nhu cầu mà chúng ta mong muốn. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Văn đến từ Citron Technology. Xin chào và hẹn gặp lại.